Em có thể để anh chăm sóc em được không? Em không cần trả lời ngay đâu. Chỉ cần em không từ chối là anh vui rồi. Vậy là hai mẹ con đã làm hòa rồi nhỉ? Em xin lỗi anh nhé, vì thay đổi kế hoạch đến 2 lần liền. Không sao, gia đình yên ổn vẫn là tốt nhất. Kể ra không được ở cạnh em hàng ngày, anh cũng hơi tiếc. Mình vẫn gặp nhau ở viện mà. Nhưng mà được gặp ngoài giờ làm việc, anh thấy vẫn vui hơn. Hay là tối nay mình đi ăn nhé. Tuyệt đối em không được tranh trả tiền đâu nhá. Em thấy không? Anh vui hơn hẳn. Được ở cạnh người mình thích, anh rất vui. Như này, anh thích em lâu rồi, đến giờ vẫn thích. Em có thể để anh chăm sóc em được không? Em không cần trả lời ngay đâu. Chỉ cần em không từ chối là anh vui rồi. Sao nói nhiều món quá vậy? Tự tay em làm hết luôn hả? Vâng, em cứ suy nghĩ mãi không biết là anh thích ăn món gì. Thế nên là đong đi đếm lại, cuối cùng á em nấu ra cả một mâm đấy. Em làm anh ngại quá. Tại vì em nói nấu dư ra, cho nên á anh mới nhận lời ăn cùng em. Chưa biết em cực như thế này anh không nhớ làm phiền đâu. Không sao đâu, em thích nấu nướng mà. Nhưng mà nhà chỉ có 2 mẹ con, nấu cái gì cũng có một chút một, buồn lắm. Anh thích ăn cá nhưng sợ hóc xương đúng không? Đây, để em gắp cho anh. Anh ăn đi, yên tâm là không có xương đâu. Độ ngọt em đã nêm nếm theo đúng khẩu vị mà anh thích. Anh còn nhớ hả? Tất nhiên là em nhớ chứ. Em đã nấu cho anh bao nhiêu bữa cơm rồi. Tất cả những gì về anh, em không bao giờ quên đâu. Anh chu đáo quá. Anh thử cá nha. Được. Ngon ha. Tại nghề em cũng nhận khá chứ. Cảm ơn anh. Em ăn đi. Dạ. Anh gấp cho em. Anh ăn gì đấy ạ? Chị, cho em một phần cơm gà nhiều rau nha. Vâng, anh đợi em lát nha. Em cảm ơn. Vâng. Canh ngay đúng giờ cơm trưa phát cẩu lương, làm ăn hết cả ngon. Thôi chị ơi, em không ăn nữa đâu. Cảm ơn chị. Vì nói mãi là bạn thân. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.